Quang Huy xin kính chào các bác. Ngày hôm nay, Quang Huy xin tư vấn cho các bác chủ đề khám phá kỹ thuật thi công cột, dầm và sàn. Có cần phải kiểm tra độ thẳng đứng của cột sau khi đổ bê tông không? Việc kiểm tra độ thẳng đứng của cột sau khi đổ bê tông là rất quan trọng. Đây là một trong những bước không thể bỏ qua trong quá trình thi công và nghiệm thu cột bê tông. Dưới đây là những lý do cụ thể tại sao cần kiểm tra độ thẳng đứng của cột và cách thực hiện việc này. 1. Đảm bảo tính an toàn và khả năng chịu lực của công trình. Cột là một bộ phận chịu lực chính. Cột bê tông là thành phần chịu lực chính trong các công trình xây dựng. Nếu cột không thẳng đứng, tải trọng sẽ không được phân bổ đều, dẫn đến áp lực không đồng đều, làm giảm khả năng chịu lực của cột và gây ra nguy cơ lún, nứt hoặc thậm chí sập đổ, ảnh hưởng đến kết cấu chung. Một cột không thẳng đứng có thể gây ra sự sai lệch cho toàn bộ hệ kết cấu của công trình, làm giảm độ ổn định của công trình. 2. Đảm bảo tính thẩm mỹ của công trình, ảnh hưởng đến kiến trúc tổng thể. Cột bị lệch sẽ ảnh hưởng đến hình dáng tổng thể của công trình, gây mất thẩm mỹ. Đặc biệt với các công trình có yêu cầu về hình thức cao, sự thẳng đứng của cột là yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo sự chính xác của kiến trúc. 3. Tuân thủ quy chuẩn xây dựng, yêu cầu kỹ thuật. Các tiêu chuẩn xây dựng, độ thẳng đứng của cột là một trong những tiêu chí quan trọng trong quá trình nghiệm thu. Độ lệch của cột thường quy định không vượt quá một mức độ nhất định. Ví dụ, không quá 1/200 chiều cao cột. Giảm sai lệch trong các giai đoạn tiếp theo. Nếu cột không thẳng đứng ngay từ ban đầu, sẽ rất khó để điều chỉnh trong các giai đoạn thi công tiếp theo, ảnh hưởng đến việc lắp đặt các kết cấu khác như dầm, sàn và tường. 4. Phát hiện và khắc phục kịp thời các sai sót trong thi công. Phát hiện sai lệch, việc kiểm tra độ thẳng đứng ngay sau khi đổ bê tông giúp phát hiện sớm các sai lệch và có biện pháp khắc phục kịp thời, tránh ảnh hưởng đến chất lượng của toàn bộ công trình. Giảm chi phí sửa chữa. Nếu phát hiện sai sót sớm, việc sửa chữa sẽ đơn giản và ít tốn kém hơn so với việc phát hiện ra các vấn đề ở giai đoạn hoàn thiện. 5. Cách kiểm tra độ thẳng đứng của cột. Dùng dây dọi. Đây là phương pháp đơn giản và hiệu quả. Dùng dây dọi thả từ đỉnh cột xuống, sau đó đo khoảng cách từ dây dọi đến mặt cột tại các vị trí khác nhau để xác định độ lệch. Dùng máy thủy bình hoặc máy laser. Đây là các thiết bị đo hiện đại cho phép xác định độ thẳng đứng của cột một cách nhanh chóng và chính xác. Máy laser có thể chiếu tia dọc theo chiều cao của cột và cho phép độ lệch một cách trực quan. Sử dụng thước đo độ lệch. Thước đo độ lệch cũng là một công cụ đơn giản cho phép
kiểm tra độ lệch của cột so với phương thẳng đứng. 6. Khắc phục cột không thẳng đứng. Nếu phát hiện cột bị lệch, có thể sử dụng các phương pháp như mài, đục hoặc đổ thêm bê tông để điều chỉnh lại cột. Tuy nhiên, việc này cần được thực hiện cẩn thận để không ảnh hưởng đến chất lượng kết cấu bê tông. Sử dụng biện pháp gia cố trong trường hợp độ lệch quá lớn và không thể khắc phục bằng cách chỉnh sửa nhẹ, có thể phải thực hiện gia cố bằng cách đổ lại cột hoặc sử dụng kết cấu thép để đảm bảo an toàn. Kết luận: kiểm tra độ thẳng đứng của cột sau khi đổ bê tông là một bước quan trọng để đảm bảo cả tính an toàn, chất lượng và thẩm mỹ của công trình. Việc kiểm tra này giúp phát hiện sớm các sai sót, từ đó có biện pháp xử lý kịp thời, tránh các vấn đề nghiêm trọng về sau.